Transformer bị đài BBC nhầm lẫn với robot Gundam. Nam chính của phim từng vào tù ra tội đến tận 5 lần. Nếu dùng máy tính cá nhân để làm phần 2 của robot đại chiến, ta sẽ phải làm từ 16.000 năm trước để nó được công chiếu vào năm 2009. Tất cả sẽ đều có trong video Top 50 sự thật về Transformer nhân dịp phim trở lại với phần thứ 7 Rise of the Beast, đánh dấu sự xuất hiện của một nhóm robot mới có khả năng biến hình thành động vật thay vì ô tô. Công nhận là làm tôi nhớ đến siêu nhân Gao ghê. Cơ mà trước khi vào xem mấy anh người máy đấm nhau, các bro đừng quên bấm like và đăng ký kênh cho Messine nhé. Từng nút like và subscribe chính là đồ buff sức mạnh cho tôi làm content mỗi ngày đó. Nên là nhớ bấm nha. Đăng ký xong rồi thì mình vào video thôi. Let's go! Một, Transformer là phim điện ảnh hành động khoa học viễn tưởng do ông Hoàng Trái Nổ Michael Bay làm đạo diễn, dựa trên dòng đồ chơi cùng tên của hãng Hasbro, có nội dung kể về cuộc chiến giữa những robot ngoài hành tinh có khả năng ngụy trang thành các loại máy móc hàng ngày. 2. Thật ra, Transformer có nguồn gốc từ đất nước mặt trời mọc. Đây là kết quả từ quá trình hợp nhất hai thương hiệu đồ chơi của hãng Takara là Dialon và Microchange. Sau đó được đơn vị sản xuất trò chơi của Mỹ, Hasbro mua lại bản quyền. 3. Các robot ban đầu được thiết kế có dạng module, có thể tháo rời hoặc di chuyển vị trí các bộ phận để chuyển đổi từ hình ảnh ban đầu sang các loại phương tiện giao thông như là xe ô tô, xe bán tải hoặc các vật dụng điện tử. 4. Để Transformer trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khán giả yêu thích thương hiệu, Hasbro đã thuê Marvel Comics xây dựng cốt truyện cho các nhân vật đồ chơi của mình. Điều này đã thúc đẩy các sản phẩm văn hóa ăn theo như truyện tranh, hoạt hình, trò chơi điện tử và nổi tiếng nhất là loạt phim điện ảnh Transformer. 5. Phần thứ 6 của loạt phim robot đại chiến Rise of the Beast sở hữu rất nhiều gương mặt đình đám để lồng tiếng cho những cỗ máy ngầu lòi của mình, trong đó phải kể đến như đả nữ hàng đầu châu Á Dương Tử Quỳnh, con ghẻ nhà Lannister Peter Dinklage, bạn trai cũ của Kim Kardashian, Pete Davidson, v.v. 6. Bộ phim Transformer Revenge of the Fallen đã khiến đạo diễn Michael Bay bị gọi là bất tài và đem cho ông các giải thưởng mâm xôi vàng ở hạng mục đạo diễn và phim tệ nhất. Nhưng xét về khía cạnh thương mại, đây lại là một chiến thắng lớn khi đã thu về 832 triệu USD trên toàn cầu và là đĩa DVD bán chạy thứ nhì trong năm đó. 7. Đài truyền hình BBC của Vương quốc Anh từng có sự nhầm lẫn giữa hai thương hiệu đồ chơi hoàn toàn khác nhau là Gundam và Transformer. Cụ thể, vào năm 2020, vì dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khó lường tại Nhật Bản nên các trận đấu tại Olympic Tokyo sẽ diễn ra mà không có khán giả. Tuy nhiên, có một người xem đặc biệt vẫn xuất hiện đều đều ở một số môn thi đấu ngoài trời. Đó là robot khổng lồ RX-Zero Unicorn Gundam. Vì ấn tượng bởi kích thước khổng lồ của bức tượng, đài BBC đã để lại một dòng tweet trên Twitter rằng ngay khi bạn bị làm choáng ngợp bởi tốc độ của vận động viên, bạn cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc với một Transformer ở Thế vận hội năm nay. 8. Một trong những điều khiến khán giả chán ngán với thương hiệu robot đại chiến của đạo diễn Michael Bay đó chính là sự thiếu nhất quán về mặt nội dung. Vì đối với ông, robot mới là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng. Mỗi phần phim ông đều tiết lộ thêm những bí ẩn từ nhiều năm trước nhưng cuối cùng lại gây mâu thuẫn với nhau. Đơn cử như việc Cybertron vốn đã bị phá hủy trong phần 3 Dark of the Moon lại xuất hiện trong phần 5 The Last Night. 9. Nhà sản xuất Steven Spielberg từng khuyên Michael Bay hãy sớm từ bỏ loạt phim Transformers sau 3 phần đầu tiên vì đạo diễn đam mê Trái Nổ hứa sẽ nghe theo, nhưng hãng phim đã nài nỉ ông hãy tiếp tục làm thêm phần thứ 4, bộ phim ấy cũng kiếm hơn 1 tỷ đô. Xong xuôi, Michael Bay lại thông báo ông sẽ dừng ở đây. Hãng phim lại kéo đến một lần nữa và phần thứ 5 được ra đời. 10. Theo kịch bản gốc của phần 3 Dark of the Moon, robot Dino có khả năng biến hình thành dòng xe Ferrari sẽ phải chết. Nhưng vì hãng Ferrari không muốn nhìn thấy con cưng của mình nổ banh xác trên màn ảnh, nên một Autobot khác tên là Wheeljack đã hy sinh thay cho Dino. 11. Nguyên mẫu của anh chàng người máy Bumblebee là một chiếc xe Volkswagen Beetle giống với các bản phim hoạt hình. Tuy nhiên, đạo diễn Michael Bay sau đó đã đổi thành xe Chevrolet Camaro vì ông không muốn làm khán giả liên tưởng đến series phim Happy the Love Bug. 12. Ban nhạc rock nổi tiếng Linkin Park đã đề nghị viết nhạc cho bộ phim thông qua nữ diễn viên Megan Fox vì cô ấy đã tham gia một buổi concert của họ và sau đó bài nhạc cuối phim What I've Done đã ra đời. 13. Câu thoại trong phần phim Robot Đại Chiến ra mắt năm 2007, tự do là quyền lợi của mọi giống loài, hóa ra là kết quả đóng góp của chính các fan. Trong quá trình sản xuất, đạo diễn Michael Bay đã thông báo trên website chính thức rằng khán giả có thể đưa ra câu thoại mà họ muốn nhân vật Optimus nói trên màn ảnh rộng và ông đã giữ đúng lời hứa của mình. Freedom is the right of all sentient beings. 14. Quân đội Mỹ đã tài trợ những bộ quân phục và cho phép các người lính thực thụ tham gia vào bộ phim. Ngoài ra, rất nhiều vũ khí chiến đấu trong phim cũng là hàng thật. 15. Megan Fox,
quả bom sách của nước Mỹ có được danh tiếng chủ yếu nhờ vào hai phần đầu của loạt phim Robot Đại Chiến. Tuy nhiên, cô đã bị mất vai diễn ngay sau khi trả lời phỏng vấn trên tờ tạp chí Wonderland. Cuộc phỏng vấn đã gây tranh cãi dữ dội khi nữ diễn viên so sánh đạo diễn Michael Bay với nhà độc tài quân sự Hitler. Dù đạo diễn Bay từng tuyên bố sẽ tha thứ cho Meghan vì nữ diễn viên còn quá trẻ, nhưng rốt cuộc cô vẫn bị sa thải. 16. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với trang GQ, Bay đã tiết lộ thông tin rằng nhà sản xuất Steven Spielberg chính là người đã thực hiện lệnh sa thải Meghan. Ngay sau đó, vai diễn của cô ngay lập tức được thay thế bởi siêu mẫu người Anh Rosie Huntington-Whiteley. 17. Ngoài việc sinh ra đã là thủ lĩnh Autobots, Optimus Prime còn là nhân vật được định đoạt phải chết nhiều nhất trong Transformers. Tính tất cả các phiên bản khác nhau của phim, truyện tranh, truyền hình thì Optimus Prime đã phải chết đi chết lại cỡ 25 lần, mà mỗi lần chết thì toàn là mấy cái chết đau đớn như là bị nổ tung, bị bắn, bị xé toạc, vân vân. 18. Trong phần phim năm 2007 có một cảnh hành động khiến diễn viên tái mặt vì độ nguy hiểm. Đó là khi Scorponok, một trong những Transformer thuộc phe Decepticon, lao ra khỏi cát và tấn công những người lính. Để có hiệu ứng chiến đấu cùng robot biến hình hoành tráng nhất, đạo diễn buộc phải cài thuốc nổ ở ngay gần các diễn viên. Vì thế, trước khi quay, Michael Bay đã dặn dò dàn diễn viên rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, việc của các anh là chạy nhanh hết sức có thể. Kết quả, ông đã thu được những biểu cảm hoảng sợ đầy chân thật và tuyệt vời của họ. 19. Phe Decepticons đáng lẽ sẽ có nhiều lời thoại hơn trong phim. Tuy nhiên, hầu hết lời thoại của chúng đều bị cắt bỏ để giữ bí ẩn vì biên kịch Robert Ossie cho rằng nhân vật nói đạo lý càng nhiều thì độ nguy hiểm càng giảm. 20. Theo trang web CBR, Transformer đã lọt top 15 thương hiệu điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại với số tiền là 4,85 tỷ đô la, đứng vị trí thứ 14. 21. Robot ngoài hành tinh Transformer sở hữu độ chi tiết và phức tạp đến mức các họa sĩ diễn hoạt của xưởng ILM đã phải tốn 38 giờ để lấp đầy toàn bộ mọi thứ trong một frame. 22. Chiếc xe nguyên mẫu của Optimus Prime trong Transformer 1984 là một chiếc xe tải Carbover, nhưng sau đó nó đã được đổi lại thành xe tải mũi bò PW. 23. Việc đổi lại là do các thiết kế thử nghiệm cho thấy xe Carbover chỉ có thể ngụy trang cho một robot cao 6m, và do đó chiếc xe tải PW lớn hơn đã được chọn để làm cho Prime cao thêm 3,7 m nữa là 9,7 m. 24. Trong series Transformer 1984, màu mắt của các Autobot có màu xanh lam, còn của phe phản diện Decepticon là màu đỏ. 25. Từng động tác chuyển động của các robot, dù chỉ diễn ra trong 2 đến 3 giây, nhưng là công sức lao động của một đội ngũ 17 họa sĩ liên tục trong nhiều tháng liền. Từng khớp nối, từng chuyển động được dựng hoàn toàn bằng máy tính, không có sự hỗ trợ từ cách dựng hình thông thường, bởi các cử động này quá khác biệt. 26. Trung bình để tạo ra một cảnh chuyển đổi chừng 2 giây, các họa sĩ phải thực hiện ít nhất 30 bức vẽ. 27. Dù sở hữu dàn máy tính có thể nói là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng các nhà làm phim Transformer vẫn tiêu tốn trung bình khoảng 17 giờ để render một khung hình, có khung tốn đến gần 300 giờ. Là một phép tính nhỏ, nếu dùng máy tính cá nhân để render phần 2 của Robot Đại Chiến, chúng ta sẽ phải thực hiện từ 16.000 năm trước để nó được công chiếu vào năm 2009. 28. Trong một tuần cuối cùng, đoàn làm phim đã phải thực hiện tới 200.000 giờ render mỗi ngày, tương đương với khoảng 22,8 năm. 29. Ngôn ngữ hình thể và các chuyển động của Optimus Prime được mô phỏng theo tài tử của loạt phim Taken, Liam Neeson. 30. Transformers 1 chiếm 20TB bộ nhớ, mà 1TB thì bằng 1024GB. Con số này của Transformers 2 là 145. Dung lượng này tương đương với khoảng 35.000 chiếc DVD. Nếu xếp chồng số đĩa này lên nhau, chúng ta sẽ có một tháp cao khoảng 45 mét, tương đương với một tòa nhà 15 tầng. 31. Robot phức tạp nhất là Driller với sự cấu thành từ 70.051 bộ phận, trong khi Prime, lãnh đạo của Autobot, thì chỉ có 10.108 thành phần. 32. Thực tế, Driller nặng tới mức những cảnh mà hắn ta tàn phá các tòa nhà chỉ có thể chạy bởi một vài máy tính mạnh nhất của IOM, và đôi khi thời gian tải tập tin ngốn tới hơn 1 giờ. 33. Theo Michael Bay, trong quá trình sản xuất phần 3, dự án đã phá hủy tổng cộng 532 chiếc xe khác nhau. Tất cả đều là quà tặng miễn phí từ một công ty bảo hiểm vì chúng đã bị hư hỏng trước đó do lũ lụt. 34. Phần thứ tư của Transformer Age of Extinction chỉ thu được 245 triệu đô ở Mỹ. Nhưng ở các phòng vé ở thị trường nước ngoài thì nó lại mang về một con số siêu to khổng lồ là 858,6 triệu đô. 35. The Last Knight, tập phim tốn nhiều kinh phí nhất, lại là tập phim sở hữu doanh thu thấp nhất trong chuỗi series Robot Đại Chiến. 36. Theo tiết lộ của cuốn sách Prison Ramen, ngôi sao của Transformer Shia LaBeouf từng có 5 lần bị bắt và ngồi tù. Nam tài tử cho biết, anh bị bắt lần đầu tiên khi mới 9 tuổi vì tội ăn cắp một đôi giày Nike tại một cửa hàng ở bang California.
2 năm sau, anh lại một lần nữa bị bắt vì ăn cắp một bộ trò chơi Pokemon tại siêu thị Kmart. Nam Shaya, 20 tuổi, anh bị bắt lần thứ 3 vì có ý định hành hung một người hàng xóm. Dù vậy, điều này vẫn không khiến nam diễn viên trở nên thận trọng hơn. Anh tiếp tục bị bắt lần thứ 4 vào năm 2011 vì ngoan cố không chịu rời khỏi cửa hàng tiện lợi Walgreens ở bang Chicago. Và lần thứ 5 vào năm 2014 vì cố ý gây rối với các diễn viên nhạc kịch Broadway khi họ đang trình diễn. 37. Một phần cốt truyện của Transformers Rise of the Beast được lấy cảm hứng từ Transformers Beast Wars, một loạt phim truyền hình được sản xuất năm 1996. Đây là loạt phim có nội dung về hậu duệ của Autobots và Decepticons có tên là Maximals và Predacons, những người máy có thể biến hình thành các loài sinh vật khác nhau. 38. Nhóm làm kỹ xảo đặc biệt đã xây dựng một mô hình Bumblebee có kích thước như thật để tham khảo và giúp nữ diễn viên Hailee Steinfeld thực hiện những cảnh hành động trong phần phim cùng tên sản xuất năm 2018. 39. Tại Liên hoan phim Berlin 2014, nam chính Shia LaBeouf đã một lần chơi lớn xem mọi người có trầm trồ khi đeo lên đầu một túi giấy để dòng chữ "Tôi không còn nổi tiếng nữa". 40. Vì phần phim Bumblebee lấy bối cảnh ở thập niên 50 nên nữ diễn viên sinh năm 96, Hailee Steinfeld đã phải học cách sử dụng máy nghe nhạc Sony Walkman, một vật dụng điển hình của thập niên này. 41. Theo kịch bản ban đầu của Transformers, kỷ nguyên hủy diệt, sẽ có 3 Dinobot nữa xuất hiện trong phim, bao gồm Apatosaurus Slug, Velociraptor Slash và Stegosaurus Snarl. Tuy nhiên, chúng đều bị cắt vai khi kịch bản đã hoàn thành. 42. Theo Scott Farah, giám sát của team VFX, robot Sentinel Prime được mô phỏng dựa trên điệp viên 007 đời đầu, Sean Connery. 43. Bumblebee là phần phim Transformer đầu tiên Michael Bay không nhận vị trí đạo diễn, dù vậy ông vẫn đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất cho phim. 44. Với vai diễn Charlie Watson, Hailee Steinfeld được xem là nữ chính đầu tiên của loạt phim Transformers. 45. Trong suốt 5 phần phim Transformers, Bumblebee đã bị câm. Ý tưởng cho việc làm Bee trở thành một Autobot không thể nói chuyện đến từ bộ phim E.T. The Extraterrestrial và Steven Spielberg với ngụ ý rằng tình bạn của Bee và Sam Witwicky còn vượt qua cả rào cản âm thanh. 46. Lão robot Sentinel Prime ban đầu có màu vàng. Tuy nhiên vì xe cứu hỏa có tiêu chuẩn là màu đỏ nên ông ta đã được sơn lại với chi phí vài nghìn đô la. 47. Liam Garrigan, diễn viên đóng vai vua Arthur trong Transformers The Last Knight, cũng là người đã đóng vai vua Arthur trong Once Upon a Time. 48. Tình tiết Unicorn là lõi của trái đất chỉ mới xuất hiện trong series phim hoạt hình ra mắt năm 2010. Trước đó, Unicorn là một hành tinh hoàn toàn độc lập. 49. Theo các nhà làm phim, tài tử Mark Wahlberg đã tự mình thực hiện hơn 90% các pha hành động nguy hiểm trong phần 4, Kỷ nguyên hủy diệt. 50. Cảnh ngài Edmund Verden đến thăm căn nhà số 10, phố Downing trong phần 5 chiến binh cuối cùng được quay tại văn phòng thực sự của Thủ tướng Anh vào tháng 10 năm 2016. Và đó là 50 sự thật về những anh chàng người máy có khả năng biến hình thành ô tô. Các bro có ý kiến nào khác nữa không? Hãy bình luận phía dưới cho Messine tôi biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye!